Ngày xưa con có từng phát tâm cúng dường chùa Bắc Tông hàng tháng. Con có quỳ dưới tượng Phật và phát tâm, tuy nhiên con chưa làm được, đó đến nay cũng được khá lâu rồi. Vậy con có bị nghiệp gì không hay là bị chư thiên hoặc các hàng phi nhân quấy phá không? Nếu có thì cách hóa giải thế nào? Cái nghiệp này đâu cần ai phá quý vị. Giống như là mình cầm cục đá mà mình đập vô cái chân của mình á. Cái chuyện chân mình bị gãy thì nó chúng ta không thể đổ đổ lỗi cho phi nhân là tại sao mà anh làm cho chân tôi gãy. Trong khi cái người mà vác cục đá mà đập cái chân của mình là chính mình. Thành ra khi chúng ta tạo nghiệp khi cái nghiệp nó trổ thì đừng có đổ thừa cho chư thiên phi nhân. Gọi là quả quý vị cũng có. Có một vài Phật tử à, hứa với sư chuyện này chuyện kia. Mà rồi thì họ không có làm. Sư cũng bình thường. Nó có vấn đề gì? Cái vấn đề là ở họ chứ không phải ở sư. Tại vì mình không có nhu cầu. trong tăng chi bộ kinh ấy Đức Thế Tôn có dạy rằng khi mà mình hứa đặc biệt là mình hứa với những bậc mà có giới hạnh mà mình không giữ lời nó sẽ cho ra cái nghiệp là mình làm ăn bị thất bại. Còn nếu như khi mà mình hứa mà mình giữ lời thì nó sẽ cho cái nghiệp là mình làm ăn nó được thành công Còn quý vị hỏi là bây giờ muốn hóa giải như thế nào? Một, đi đến cái chỗ mình hứa, sám hối, rồi đền bù. Đền bù như thế nào? Như trường hợp ông vua Bác Sĩ Đí, có lần ông có hứa một vị tỳ kheo là sẽ gửi ngài một người thị giả gọi là cận sự nam á để lo cho ngài lo cho chùa chứ không phải lo cho ngài lo cho chùa công việc này nọ kia rồi ông hứa xong rồi đó rồi ông vua quên rồi bẵng đi một thời gian Sư không nhớ chính xác là bao lâu. Sư giả sử nhưng ít nhất là nó hơn 500, hơn con số 500. Thì ông mới sực nhớ, ông hỏi lại cái người quan đại thần là hồi xưa chậm hứa thì từ cái hồi mà chậm hứa như vậy tới bây giờ bao lâu rồi. Ông quan ông mới tính, Ông cho con số. Sư nhắc lại sư không nhớ con số nhưng nó hơn 500. Mà sư tạm ví dụ là con số 500 đi thì Đức Vua mới nói là bây giờ chậm hứa hơn 500 ngày 500 ngày rồi mà chậm chưa có cho thì gấp đôi lên bây giờ chậm sẽ gấp đôi lên là 1.000 ngày thì 1.000 người chậm gửi 1.000 người đến phụ giúp cho chùa và khi 1.000 người đó đến phụ giúp cho chùa đó thì họ lập thành một cái làng và gọi cái làng đó là cái làng của những người hộ độ trường hợp quý vị cũng tương tự như vậy nếu như mà mình hứa thì từ đó tới giờ nó bao lâu rồi thì mình gấp đôi cái thời gian lên nếu như quý vị muốn gọi là hóa giải gấp đôi thời gian đó lên rồi thì quý vị cũng có thể là thưa là giờ thì mình cũng không có điều kiện thì cho xin rút lại cái lời hứa đó tức là tới đó thôi chứ không có phải nó không phải là vĩnh viễn quý vị đừng có ngại ở cái chỗ như thế này là nếu như ở đó là những vị tu sĩ mà đàng hoàng chắc vị đó không có cần thiết đâu tức là cái chuyện có mình hay không có mình thì nó cũng vậy thôi cho nên nó là là đừng có ngại quý vị xin quý vị hứa rồi mình không có làm thì uh, các vị tu sĩ cũng không có bận lòng không có để tâm người ta cứ đến rồi mình sám uh, hối rồi nếu như có thể đền bù á, thì nó 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 là điều tốt bởi vì nó là cái sự uh, bồi thường cho cái thiệt hại của mình và sẵn đây xin nhắc luôn sư nhắc là nếu như mà chúng ta có hộ độ vị nào đó mà sau này vì lý do này lý do kia mình không hộ độ nữa thì mình nên báo cho người đó biết để vì đó không có trông chờ ví dụ như là mình hứa đó sư đã gặp cái đời tu của sư sư đã gặp vài lần rồi ví dụ như họ hứa là uh, mỗi tuần vào ngày một ngày nào đó thì mỗi tuần ngày thứ tư chẳng hạn thì họ dân điểm tâm sáng cho chùa thì như vậy thì chư tăng sẽ có cái lịch và cứ như vậy là chư tăng sẽ chờ thôi rồi đến khi mà vì lý do nào đó thì họ không tiếp tục nữa đó rồi ngại không nói thì nó dẫn đến cái chuyện gì chư tăng đói và vẫn do chờ cho nên không nhận của người khác và chính bởi vì như vậy chưa tăng bị đói đó là nghiệp nếu như mình vì lý do nào đó mình không thể tiếp tục nữa thì cứ nói thì chưa tăng không chờ nữa thôi và sư chắc chắn khẳng định một điều để quý vị yên tâm là những nơi mà có những vị uh, tu hành nó cũng tương đối đó. những vị tu sĩ mà cũng tương đối đó thì các vị đó, đó cái chuyện mà mình ngưng mình không có hộ độ họ nữa thì cũng không có vấn đề gì. Thậm chí bây giờ là những cái vị mà đang hộ độ sư nè, đang hộ độ sư gọi là à, gần gũi rất là thân quen mà bây giờ họ chat với sư là sư ơi bây giờ à, con bận con hộ độ vị khác, à, con hoặc vì lý do này lý do kia con không có hộ độ sư được, sư hoan hỷ thì sư cũng không có vấn đề gì hết nha. Cho nên là không nên có cái gánh nặng tâm lý. Cái quan trọng là mình giữ lời